Nhắc đến xã Bảo Điền, huyện Thuận Thành, người ta sẽ hình dung ngay đến vùng đất hiếu học khoa bảng với nhiều người đỗ đạt thành danh. Đặc biệt nơi đây còn được mệnh danh là làng đại học vì đã sản sinh ra hàng chục giáo sư tiến sĩ, hàng nghìn cử nhân đại học, đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương đất nước. Và không phải tự nhiên mà mảnh đất này lại có được những thành công như vậy trong sự nghiệp trồng người. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng về thăm dòng họ Nguyễn Xuân, một trong những họ nổi tiếng về sự học tại xã Bảo Điền, để tìm hiểu về cách làm của họ. Những hình ảnh này vừa được chúng tôi ghi lại trong buổi tổng kết 15 năm công tác khuyến học khuyến tài giai đoạn 2002-2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022 do Hội đồng Gia tộc Ban Văn hóa Khuyến học dòng họ Nguyễn Xuân tổ chức. Tại đây, 12 giáo sư tiến sĩ, 3 thủ khoa các cuộc thi đại học và gần 30 học sinh đỗ đại học đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện trở lên năm học 2016-2017 đã được biểu dương khen thưởng. Giá trị những phần thưởng không lớn, nhưng được các cụ cao niên trong họ trực tiếp trao tặng lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với thế hệ trẻ của dòng họ. Hôm nay với tư cách là người con của xã Mõ Điền nói chung và người con của họ Nguyễn Xuân nói riêng thì em rất là bồi hồi và xúc động cũng như là biết ơn bởi vì mình là người con của mảnh đất này và em muốn gửi gắm cái thông điệp của mình đến các bạn trẻ để ở thế hệ sau của làng Mão Điền, đó là bạn đang được sống trong một môi trường học tập và rèn luyện rất là tốt và phải cố gắng phát huy và duy trì cái truyền thống học tập hiếu học đó để sau này đem cái nhân tài của mình cống hiến cho xã hội, cho đất nước và nhất là cho cái quê hương khi mà bạn là nơi mà bạn sinh ra và lớn lên. Hôm nay được nhận quà của họ thì em cảm thấy rất vui và phấn khởi ạ. Thì em sẽ cố gắng học tập tu dưỡng để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tô thắm thêm truyền thống giả vang của dòng họ. Họ Nguyễn Xuân là dòng họ có số thành viên đông đảo đang sinh sống và làm việc tại xã Bảo Điền, huyện Thuận Thành. Tính đến thời điểm này, dòng họ Nguyễn Xuân tại Bảo Điền có tổng số 3.256 nhân khẩu. Trải qua 15 năm hoạt động khuyến học, dòng họ luôn duy trì nhiều mô hình cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào học tập suốt đời, gia đình học tập, xã hội học tập, cộng đồng học tập. Mỗi gia đình có một thành viên tham gia hội viên khuyến học của họ. Đến thời điểm này, họ Nguyễn Xuân có gần 1.000 người có trình độ đại học cao đẳng, chiếm tỷ lệ 28,3%, trong đó có 12 giáo sư, tiến sĩ, 59 thạc sĩ và 3 thủ khoa của các trường đại học danh tiếng. Nhiều người đang công tác giữ vị trí quan trọng của đất nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Hôm nay, trong dòng họ chúng ta là có hàng trăm gia đình, có các con 100% là có trình độ từ đại học trở lên và rất nhiều. Có 12 tiến sĩ, phó giáo sư và rất nhiều các cán bộ công tác ở trong các lĩnh vực của các ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương. Vậy thì dòng họ chúng ta, đặc biệt những gia đình nào mà chưa có con vào đại học, mà có con ở trong độ tuổi đang học phổ thông thì phải phấn đấu trong gia đình mình ít nhất có một người có trình độ đại học trở lên. Một trong những kinh nghiệm được xem là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công hoạt động khuyến học dòng họ Nguyễn Xuân, đó là sự đoàn kết nhất trí của các cụ cao niên, con cháu dòng họ vì mục đích chung khuyến học khuyến tài. Đầu tư cho khuyến học chính là đầu tư cho sự phát triển của một tương lai bền vững. Để cho công tác khuyến học khuyến tài của dòng họ Nguyễn Xuân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được thì chúng tôi đề ra các cái nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Một là tiếp tục phát triển các cái thành viên trong họ trở thành những cái thành viên của ban khuyến học của dòng họ. Cái thứ hai là yêu cầu tất cả các cái gia đình trong dòng họ là tiếp tục chăm lo quan tâm đến con cháu của gia đình mình, đặc biệt là quan tâm từ những lớp đầu cấp. Và việc quan tâm là gì? Là động viên các con cháu học chăm, phấn đấu, vươn lên học khá, học giỏi. Bởi vì có học thì mới có tri thức, và có tri thức cộng với có đạo đức thì mới trở thành người công dân tốt được. Với quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của ban khuyến học, phấn đấu đưa công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập của dòng họ ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Tin tưởng mục tiêu 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, dòng họ phấn đấu đạt danh hiệu dòng họ học tập tiêu biểu của họ Nguyễn Xuân sẽ sớm trở thành hiện thực.